tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân anh ở, thấy đúng không? Bạn hiểu không? Lỗi ở bản thân, lỗi ở bản thân. Lỗi đâu. Cái lỗi là cái người mình đi chơi với bản thân, có hiểu không? Không có lỗi là lỗi do mình không thổ lộ. Đúng rồi. Bây giờ mình vẫn còn hối hận, em nghĩ là nếu như mà thời gian quay trở lại em sẽ thử thổ lộ một lần xem sao. Nhưng mà mấy lỗi bảo nó cũng thích mình thì sao? Tại sao mình lại giữ trong lòng làm cái gì? Tới cái đợt em vô đây học đại học thì xong rồi em về, đợt Tết em về em định thổ lộ với bạn đó. Ngồi cả nhóm học lớp á, xong ngồi đi ăn xong kiểu có nên thổ lộ không ta? Nhưng mà bạn đó nói trước, mày ơi, mẹ tao cấm không cho quen con gái sinh năm 94, là bảo là bị khắc tuổi hay như thế nào đó, là bố mẹ của bạn đó rất là kỹ, là tính cả cái chuyện là nếu như mà con quen bạn gái thì con phải coi tuổi này nọ kia, bởi vì không có hợp với đường làm ăn sau này này nọ kia, kinh doanh sự nghiệp. Dạ, em nghe vậy kiểu rồi thôi, giữ trong lòng. Cho Bi hỏi cái câu nãy là hay chửi với nhau như chó với mèo, vậy thì cái thường là chủ đề cãi lộn với nhau là gì? Không lẽ tự nhiên buồn buồn lại kiếm chuyện hơi cãi lộn không? Có nghĩa là bọn em hồi đó kêu với nhau là mày tao ấy. Mày tao rồi. Đi học rồi học chung nhóm với nhau. Ví dụ như là một cái vấn đề á, thì giống như là như bạn bạn đó trực nhật đi, thì bạn đó quét thì kiểu em cố tình em cứ đi ngang qua, xong rồi ông nội kia ông vô duyên với vợ tự nhiên đụng vô tôi vợ. Kiểu vậy đó. Chưa thức đó. Dấu hiệu. Có nghĩa là mình cố tình mình gây sự chú ý với bạn đó bằng cái việc mà chửi nhau vậy thôi, và mình chẳng có thổ lộ gì. Nhưng mà em nghĩ á, nếu như mà những bạn mà nào mà còn thích tình đơn phương á thì em nghĩ là nên thổ lộ đi nhờ. Đó là lý do mà từ câu chuyện của Sao ngày xưa cho tới bây giờ là lúc nào cũng phải quyết định rằng là nếu mà mình thích thì mình nói. Đúng, chút chút là cũng phải đừng nói. Có giữ, đừng có giữ. Không được, không phải lần nữa. Không được. Nhưng mà phải coi là người ta có ý thích mình hay không chứ. Nếu không cần biết luôn. Không, nếu mà không có ý là Vân sẽ bỏ luôn á. À, là em thích người ta nhưng mà người ta phải thích em lại em mới tự thổ lộ hả? Còn không thì thôi, em không thổ lộ. Em cũng vậy á. Cũng vậy mà. Chỉ là chờ. Bật signal lên xong rồi đứng chờ. Có cái câu chuyện tình đơn phương. Em thì em đồng ý với Misoa, khi mà em thích một chàng trai nào đó. Đồng ý luôn. Em sẽ thổ lộ. Em sẽ chủ động. Có hai phe. Coi như là có hai phe bên đây thì các bạn nam thích phe nào hơn? Thích được con gái chủ động mà thích chưa? Xí xí. Có hai phe nhưng mà em bị nửa mùa á. Dẹp luôn. Dẹp luôn đi nữa bộ khỏi tính vô. Tụi em sao? Tại vì em nghe cũng có một cái mối tình đơn phương mà lúc đó em cũng còn đi học. Học rất là nhỏ nhưng mà thương một cái bạn nhỏ hả? Dạ. Mẫu giáo hả? Đâu có, tầm cũng phải là lớp 5 rồi. Ồ, lớp nhỏ vậy. Lớp nhỏ. Nhưng mà lúc đó là mình không được gì đâu, mình rất là sổ sữa, rất là đinh, sọ so, nhìn rất là cưng, rất là sổ sữa. Thì thích cái bạn lớp phó, lớp phó học giỏi. Tại vì nó hay kiểm tra bài mình, mình thì lại ít bài lắm. Thích chép không à. Cho nên là nó hay phạt, nó mét cô mà mình kiểu mình thương nó mà nó cứ mét cô mình tức. Nhưng mà mình vẫn thích. Cái một ngày nọ mình rảnh quá, mình không biết làm gì thì nguyên một lớp đang làm bài á, cái mình lấy tờ giấy ra mình viết, mình biết à thí dụ như thằng Hưng đi thích con Thư đi, mình lấy viết, mình viết Hưng thích Thư, xong này thích kia, xong cái tên mình, cái mình tên mình ghi tên em, xong mình thích cái người đó, xong mà cô kêu Khoa viết gì đó đưa lên cho con, là cô cầm cái tờ giấy đó lên cô đọc nguyên lớp luôn á. Cái gì đây, cái gì đây, Khoa thích Ngân hả? Con thích Ngân hả? Là lúc đó là dạ dạ con biết chơi thôi, chịu nó mẹ vô đây cho con. là cái mối tình duy nhất mối tình đơn phương mà lúc đó thôi. Hồi em học lớp 7, hồi em học lớp 7 lớp 9 gì đó thì em cũng có dạng vậy, có nghĩa là em với cái bạn đó chơi chung nhóm với nhau và bạn đó hay giúp em học, tại em học hơi kém, hồi nhỏ em học hơi kém. Thì là xưng tao mày và hay rất là hay cự nhau, cự cực kỳ cự luôn, mà nó ngồi sau lưng em anh, nó rảnh lắm, nó cứ ngồi giật giật cái tóc vậy nè. Em quay qua em bắt đầu nó một cái, bắt thẳng luôn, bắt thẳng không nói năng gì luôn đó. Sau đó là cái một lần cái nó cứ, tại vì em họ lúc mà nó cứ chọc chọc em sao á anh, em cứ lúc này lúc kia lúc cái em đang chực nhật á, cầm chổi á, em phan đầu cái móp người ta luôn. Hai đứa vô phòng đánh thị, em đánh nó tiếp, vô phòng đánh thị em chưa xong, em lo nó, em đánh nó tiếp. Trời ơi, sợ quá. Sau đó sợ quá. Thôi để lúc đầu là bát thôi, sau đó em chổi lên. Thứ ba là gì vậy em? Thật sự ra thì là em có thích nó. Nhưng mà em không biết nó thích em không, nhưng mà em có thích nó. Rồi sau này thì là lớn lên xíu, cái em cũng hỏi em nói chuyện chơi thôi. Ê, hồi lớp 9 thích ông ba. Wow. Em nói luôn, hồi xưa tôi thích ông ba. Bây giờ sao? Cái nó trả lời là, hồi xưa tôi cũng thích bà nữa bà. Nó ủa sao không nói? Cái em cũng hỏi lại, ủa sao không nói? Tại vì bà điên quá thôi. Nói là vậy thôi, dám nói. Nói chung là từ đó về sau, lúc Vân ế tới bây giờ. Rồi đây một cái trường hợp nữa. Cảm nắng người từng thích mình.
Ủa là sao bay? Thế là thích rồi hết thích đúng không? Cảm rồi lúc đó mình mới cảm nắng lại. Ai để ra cái lời tài? Ủa mình... Thanh, em lại khó vậy? Em lại gửi signal vào vũ trụ giống như Bích Trâm nữa hả? Em không biết tại sao mà trước giờ chuyện tình cảm của em nó toàn rơi vào những cái ca rất là em không hiểu. Vậy em kể thử đi coi mọi người hiểu không? Cái bạn này á, thì ngày xưa bạn là người tán tỉnh em. Ừ. Nhưng mà bạn ấy nói chung là bạn ấy cái cách tán tỉnh của bạn cũng rất là nhanh. Thời điểm đó thì em cũng kiểu là không có thích bạn ấy cho lắm. Ừ. Thành ra là cứ là bạn ấy cứ tán em rồi em cũng chỉ là nhắn tin qua lại phất lờ, kiểu là xem như là bạn bè bình thường như vậy thôi. Thì cứ tán tỉnh nhau được độ khoảng tầm 6 tháng cũng khá là lâu. Cũng là 6 tháng. Đó thì em mới cảm thấy là hơi không ổn. Thì thôi tụi em mới giãn ra. Em mới giãn ra. Em mới là không liên lạc, không nói chuyện gì với bạn nữa. Thì bẵng nhau đâu được khoảng tầm 2 tháng sau thì em mới vô tình em làm quen được với lại một cái anh đồng nghiệp làm cùng công ty với ảnh. Thì em mới vô tình em biết là trong công ty á, cái anh mà từng tán tỉnh em á, ảnh là một cái người rất là kiểu năng nổ cho công việc, rất có cái chí cầu tiến. Mà cái điểm đó là cái điểm mà em cực kỳ, cũng như là cái điểm yếu của em. Khi mà em biết về cái người đàn ông nào đó thì em sẽ thích ngay những người mà có chí thú làm ăn. Thì tự nhiên cái em nghe xong em cũng cảm thấy cũng có cảm tình. Mà em bắt đầu em suy nghĩ là tại sao cái lúc mà ảnh tán tỉnh em, ảnh thích mình mà ảnh không thể hiện ra cái mặt tốt như vậy, mà lúc nào cũng thể hiện cho mình cái cảm giác là lúc nào ảnh cũng là cái người bad boy. Nó làm cho em có cái sự tò mò. Và em bắt đầu em đi tìm hiểu thì em mới nhận ra là mình thích ảnh nào cũng hay. Mình thích lại từ đầu. Nhưng mà lúc đó anh đó còn thích em không? Dạ không. Em đã tốn hết 8 tháng tuổi thanh xuân của người ta mà. Tới cái lúc mà em phát hiện ra là mình yêu ảnh nhiều lắm luôn ấy, thì em không biết là ảnh với em có một cái duyên nợ hay cái gì không, mà cứ lâu lâu em vô tình gặp ảnh ngoài đường. Nhiều khi em đang chạy ngay ngã tư vậy nè, cái đèn đỏ em dừng xe, cái em nhìn qua nhìn lại thì thấy ảnh ngồi ở quán cà phê kế bên, ngồi sát cửa sổ luôn. Đó, cứ những cái mối quan hệ nó cứ như vậy đó. Thậm chí em nói chung là cái mối quan hệ đó nó làm cho em bị bế tắc đến nỗi mà em đã phải ngưng công việc mà em làm trong suốt 8 năm vừa rồi. Bẵng đi một thời gian cũng cố để cân bằng lại cuộc sống của mình. Thì em mới là tìm một cái công việc khác. Thì vô tình cái ngày mấy em đi lên em phỏng vấn. Phỏng vấn xong hết rồi, công ty nhận, chuẩn bị nhận em rồi, thì em đi ra ngoài cửa em phát hiện là ảnh đang ngồi trong văn phòng đó. Và nếu như em chấp nhận em nhận cái job đó thì em với ảnh sẽ cùng là một team với nhau. Duyên nợ rồi em ơi. Hay quá ha. Bỏ công việc mình đang làm 8 năm xong rồi chọn một cái công ty của người ta nhưng làm. Mà ấy, sau đó nữa cơ. Hả? Tại sao không? Chưa. Bây giờ dứt chưa đèn trời ơi. Sau đó nữa thì tụi em cũng bẵng qua một thời gian. Thì cái hôm đấy thì em có hẹn cà phê với bạn. Thì tự nhiên em đang ngồi quay lại thì ảnh ở đâu, ảnh xuất hiện, ảnh ngồi kế bên em. Ảnh nhìn qua ảnh hỏi là: Nam Y hả? Chào em. Xong em cũng bị bất ngờ. Xong mà hai đứa cũng kiểu nói qua nói lại. Thì ngày hôm đấy là em bắt đầu em suy nghĩ là mình có nên thổ lộ và anh biết hay không. Tại vì em nuôi hy vọng. Em không phải là em nuôi hy vọng mà em giữ cái tình cảm của mình đến độ khoảng tầm 2 năm nay rồi mà mình không nói được, mình bị ức chế. Thành ra là em đắn đo dữ lắm. Em cứ soạn cái tin nhắn vậy á, xong rồi em cứ soạn ra xong rồi em xóa. Rồi tay em nó cứ rung vậy nè. Mà em suy nghĩ là nếu mà em bấm một cái nút enter một cái thôi là em chết ngay lập tức. Kiểu như là mình bị rụng tim á. Mình không thể nào mình kiểm soát được. Nhưng mà lúc đó thì em đang ngồi cạnh một người chị. Thì người chị đó mới chửi em. Cũng hơi lớn tiếng, không hẳn là chửi mà cũng hơi lớn tiếng là bảo là: Mày phải nhắn đi Nami, mày không nhắn thì làm sao mà người ta biết. Thì em nghe vậy em cũng thấy được cũng đúng. Mình phải nhắn thì người ta mới biết. Với lại là mình nhắn thì mình mới biết được là cái cảm xúc mình tới đâu. Thì tới giờ em nhắn rồi, anh trả lời chị em rồi. Thì tới giờ em nhắn rồi, anh trả lời chị em rồi. Em cảm thấy em hết thích nữa, Đã hết thích. Em nhắn cái gì và anh đó đã trả lời cái gì mà em hết thích? Cuộc tình không may. Anh nhắn gì vậy em? Anh nói là cho bức xúc lắm luôn rồi đó. Em đang đợi cái kết. Là không hiểu lắm. Cái kết này người ta gọi là cái kết
twist ở trong điện ảnh. Em mới nói em nhận ra như vậy nè. Đúng là đôi lúc á thì mình để trong lòng quá lâu thì mình cứ ngộ nhận đó mình còn thích. Chuyện là mình còn thích rất là nhiều mà thật ra đó chỉ là cái cảm giác là mình không có được người ta thôi. Đúng. Khi có đúng. Được rồi là không thích nữa. Cảm giác muốn sở hữu. Lúc Vân nhớ mời Kim Kim Thanh vô viết kịch bản phim nha. Dạ. Tại em thấy là câu chuyện hay đó. Mọi người rất là tập trung. Anh không nói một cái lời nào trong suốt 10 phút vừa qua luôn. Cuối cùng em phạt rồi xong em cũng sốc nữa. Bạn Nam thấy sao ạ? Cuộc thảo luận ngày hôm nay như thế nào ạ? Có rất là nhiều cách yêu đơn phương đúng không ạ? Rất là nhiều câu chuyện khác nhau. Thế thì các bạn có lời khuyên cho các cô bạn gái của chúng ta không ạ? Riêng Bi thì Bi không có lời khuyên gì hết. Tại vì ai cũng như vậy hết. Em không khuyên là không cho em ngồi số sau luôn á. Tại vì hả, mình nên khuyên nhau đi. Ví dụ như là mình có thương nhau hay có thích nhau thì nên thổ lộ cho dù như thế nào đi nữa. Nếu mà không được á thì mình vẫn giữ một mức độ đó là đẹp nhất là tình bạn. Còn nếu mà hoặc là biến thành phim như em. Em thích ai là em sẽ viết vai cho người đó. Người ta hơi lộn nhầm. Xin lỗi, em thích ai thì em sẽ là viết cái nhân vật. Nhân vật. À. Cái nhân vật nam chính của em sẽ giống như người em từng thích. Chứ tưởng mà em viết vai luôn là tối nay em đi cà phê đi. Nhưng mà phải nói ra. Đang nói với bạn trai á, thích ai đó. Lincoln, thật ra đối với Lincoln thì nó khác, có nghĩa là đối với Lincoln thôi, chứ không có thể khuyên được. Lincoln sẽ đi tìm hiểu coi những cái dấu hiệu nào mà lạ thính á. Mình nhận được dấu hiệu của con gái, ví dụ giúp tóc hay là cái gì đó khi mà đi với mình á. Để mình đi đúng không? Đúng rồi, để mình. Anh Bảo ơi. Để người ta nói. Nói chung vậy thôi, đúng rồi, để mình đớp. Nhưng mà nó vui là vậy. Xem khi mình đi với người đó có dấu hiệu hay không thì mình nên thổ lộ. Hai. Nói chung là ngày hôm nay nói về tình đơn phương thì tất cả mọi người ở đây, biệt đội xoái ca và các cô gái xinh đẹp cũng đều thống nhất một điều rằng là thích một ai thì nói với người ta biết. Có thể là người ta chưa thích mình, hoặc có thể là người ta chưa có gửi một cái signal gì đến với mình, nhưng mà mình không nói sao biết người ta có thích mình hay không. Đúng không? Giống như là mấy năm sau đó bạn của Lúc Vân cũng nói lại là ồ tôi thích đó, cuối cùng đâu có thích được đâu. Thấy không? Lại tiếc nuối một đời. À, lộn một lần không, nói một đời nhưng thì mà nói lại nói như vậy xong thì em với bạn đó có gặp mà gặp xong cái em hết nhỏ lại hồi nữa. Nhỏ với lớn lên khác nhau á. Vậy thì cơ hội chỉ một lần thưa quý vị, sẽ không đến lần thứ hai đâu. Cho nên thích ai đó thì cứ nói đi, còn người ta thích mình thì kệ đó, cứ nhận đi thưa quý vị. Lý do mà tại sao chúng ta sẽ trưởng thành từ những lần vấp ngã đó. Rồi vậy là coi như là tới đó là hai bên đã xác định với nhau rằng là mình đang ở trong một cái mối quan hệ tình cảm chưa. Đến đó là coi như là mặc dù hay là phải có một cái lời xác định sau đó nữa một cách chắc chắn hơn. Sau một tuần, thì em cái bản thân em thì lúc đó thì mịn mòn thì nó cũng ok. Không, bây giờ cũng vậy mà em. Và ngoại hình thì em nghĩ em cũng đẹp trai. Mà em nghĩ em đẹp trai thôi nha. Không, em ổn, em yên tâm. Em nghĩ thôi. Và sau một tuần nhắn tin qua lại, có lấy điện thoại mẹ nhắn nữa. Kiểu giống như là đừng có nhắn lại nha, trả điện thoại thôi. Điện thoại mình hay hết tiền lắm. Thời đó đâu có mạng miết gì đâu. Thì cũng quen. Quen vui lắm. Quen đi lúc nào mà em cũng đi qua lớp rồi em cũng đón đi ra bãi giữ xe rồi cả hai cùng đi về, nhưng mà nó ngược đường, nó hơi ngược đường xíu. Bạn thì bạn chạy chiếc xe đạp ngược đường, em thì em có gian bạn, em không có xe, em chạy ngược về bên kia, không có xe mà là biến đạp thôi, có hay thích có gian đi xe buýt này kia lắm. Nó ngược đường, em mà nếu mà chở bạn đó coi như vòng là phải đi xa xa cực kỳ. Cái có những cái buổi chiều mà học trái buổi đó thì hai đứa cũng đi bộ nha, đi bộ mà vui lắm. Đi dưới trời mưa đồ mà tới những cái tán cây mà đọng nước mưa đồ vũ. Cũng lắm. MV ca nhạc đồ dữ lắm. Vậy thì chị muốn hỏi em là cái mùi hương mà mình bị ấn tượng bởi cô ấy nó là cái điểm khởi đầu để mình phải lưu tâm về cái đối tượng này. Nhưng mà sau đó thì mối quan hệ nó phát triển, mình hiểu về người ta nhiều hơn, mình biết về người ta nhiều hơn. Vậy thì những cái đặc điểm gì ở cô ấy mà nó tạo ra cho em một cái cảm xúc rất là tích cực, muốn gắn bó? Những cái gì ở cái người con gái ấy mà mình cảm thấy là mình bị thu hút, mình rất là quý giá? Thứ nhất là về ngoại hình. Ngoại hình không phải xuất sắc lắm đâu, nhưng mà nếu mà chấm thành điểm 10 thì cũng 8/10 đó. Cái thứ hai nữa là
học giỏi. Học giỏi. Mặc dù là trong lớp là cũng lớp A10 là cái lớp cuối rồi, thì là một cái lớp cũng khá là quậy. Kiểu như là đầu khối là lớp chọn thì đó là lớp lựa đó. Dạ đúng. Lớp vớt đó. Thì bạn học giỏi. Bạn cũng là lớp phó học tập luôn. Trời, lúc đó là trong trường là cặp đôi hơi bị nổi tiếng á. Cũng trai tài gái sắc rồi các kiểu đó. Không, tài thì em không tài đâu. Xứng lứa vừa đôi. Xứng lứa vừa đôi. Ok. Với lại cái điểm đặc biệt á là nhỏ hơn một tuổi. Cái điều đó thì trong trường lúc đó thì tụi em là cặp đôi duy nhất. Cặp đôi duy nhất. Và người ta cũng cảm thấy là cũng rất là hiếu kỳ đúng không? Dạ. Nói về mùi hương em còn một cái mùi của bạn nữa. Đó là cái mùi ngọt gai á. Tại vì buổi sáng là bạn phải buổi sáng bạn phải phụ mẹ làm đồ ăn sáng để bạn có lặt rau này kia đó. Bán phở đồ các kiểu thì sẽ có ngò gai. Đúng. Thì khi mà bạn phụ mẹ xong lặt rau tất cả các thứ rồi bạn mới đạp xe bạn đi học. Thì lúc mà hai đứa gặp nhau á, thì ví dụ như bạn có đút đồ ăn cho em á, thì em hửi thì nó có cái mùi ngò gai mà nó pha với cái mùi con gái á. Nó rất là lạ. Ví dụ như mình cầm cái ngò gai mình hửi thì nó bình thường, nhưng mà trên cái tay của bạn vẫn sẽ có cái mùi gì đó, mùi nước rửa tay là gì đó, nó hòa với lại cái mùi ngò gai. Trời, không thể nào tìm được cái cảm giác đó lại. Đúng rồi em, tại vì không có cái hãng nào mà nó mix mùi kiểu đó hết trơn á, cho nên nó tạo ra một cái sự đặc biệt mà mình không gặp được ở người khác. Nhưng mà có vẻ như là em bị thu hút nhiều bởi cái sự, theo chị mô tả, chị hình dung đó là một cô gái đủ chăm chỉ, đủ tử tế, chừng mực, nhưng cũng đủ hấp dẫn về thần thái, ngoại hình. Có nghĩa là nó có cả nội dung lẫn hình thức. Dạ vâng. Và cũng khá là một người có cá tính mạnh. Vì em cũng không biết là do bạn lớn hơn mình một tuổi hay như thế nào, nhưng mà bạn lúc nào cũng kèo trên. Không, chị nghĩ là kèo trên đúng rồi. Cái động tác mà đi qua ra biểu cho số điện thoại là thấy kèo trên hẳn hò rồi em ơi. Đúng không? Đoạn này là coi như là em chỉ làm cột nhà thôi, người ta lên nóc nhà rồi. Vậy thì tính ra nó đang là một cái mối quan hệ có nhiều điểm cộng. Bởi vì rõ ràng là em cũng quen với một bạn có chí hướng học tập, cũng có giúp mẹ, cũng có chừng mực. Thêm một chi tiết nữa là ăn chay. Thực ra cái người mà người ta sống mà người ta có hướng đến những cái vấn đề như vậy về nhân sinh. Ở đây chị không có ý nói là cứ người ăn chay là tốt, nhưng nó cũng là một cái đặc điểm trong lối sống để mình cũng phải lưu ý về nó. Vậy thì nó có sóng gió không? Đó là khi mà mọi người đều biết hai đứa quen nhau, thì những cái dư luận, những cái điều tiếng xung quanh cuộc tình hai đứa nó có tích cực không? Cho phép em bỏ kính ra xíu. Nó là một cơn bão lớn. Bạn bè xung quanh thì một là không quan tâm, hai là ủng hộ, chứ không có cái kiểu đàm tiếu xung quanh. Ba là ganh tị. Tuy nhiên thì trong nội bộ có một vấn đề xảy ra sau khi em quen được một tháng. Tại vì ngoài cái chuyện bạn đạp xe đi học thường ngày thì có anh hai chở đi nữa. Anh hai lúc đó chạy chiếc quay và lúc đó thì cũng là đi lại tới trường để đón, rồi bạn cũng leo lên xe để đi. Thì em quen sau một tháng thì em mới, ngay cái ngày sinh nhật của em luôn, thì em mới nhận được một tin nhắn của bạn là bạn đòi chia tay. Ủa, có nghĩa là vì sao? Đang yên, đang ổn luôn. Không có dấu hiệu báo trước. Không có dấu hiệu báo trước. Bởi vì sao? Bạn mới nói là thời gian qua quen Hảo á, là tôi đang lừa dối Hảo. Cái người mà tôi nói là anh hai đó không phải là anh hai, người đó là bạn trai. Ôi trời ơi, một cú sốc. Rồi sao, rồi sao? Lúc đó em tin không? Trước đây người ta sẽ muốn phủ nhận thực tế là không, đó chỉ là anh trai thôi, bạn đang cố tình. Bạn đang xạo để mà chia tay tôi.
đúng, em không tin, lúc đó em không tin, nhưng mà em vẫn sốc nha. Thì đúng rồi, em vẫn sốc. Em phải định hình khoảng chừng 10 giây rồi em mới trả lời cái tin nhắn đó. Em mới hỏi là thật sự là có chuyện gì, Hảo đã làm gì để cho bạn làm vậy. Thì bạn mới giải thích tất cả mọi thứ luôn, và bạn có những cái chứng cứ tất cả mọi thứ luôn để mà đưa ra và xác định đó chính là bạn trai của bạn. Và mình rất là phục hận. Trời ơi, mình như một đứa trúa hề trong suốt một tháng qua. Em bây giờ suy nghĩ là em vẫn cay. Em vẫn cay về cái chuyện đó. Không phải cay kiểu là cay cú đâu. Mà mình sốc. Tại vì nó đi theo em mười mấy hai chục năm nay. Nó vẫn như vậy thôi. Cảm giác nó đi vậy. Từ cái mùi, từng